Bộ phim Động đất kinh hoàng. Cháu còn sống không bé? Cố lên, cố lên, gắng lên. Năm sau, phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chào ông cảnh sát. Chúc ông một ngày tốt lành. Chào em trai. Anh có nhớ kẻ đã giết cha mẹ em không? Cha mẹ cậu đâu phải là người lạ với anh Rob.
Làm sao anh quên được chứ? Ông ta đã ra tù. Hôm nay ông ta sẽ về Linen Nhật Cành. Em sẽ tới gặp ông ta. Em muốn nhìn thẳng vào mắt ông ta. Cậu còn không biết mặt ông ta nữa. Em biết ông ta sống ở đâu. Rửa mặt đi. Chào Lilith. Chào đồng chí Akopian. Tôi chỉ là đồng chí Akopian ở cơ quan thôi. Sao em lại gọi thế, Lilith? Tôi đã nói với em rằng tôi chỉ là Armen thôi. Về nhà đi, có quà chờ em ở nhà đấy. Đi thôi. Ông quản lý mất trí rồi. Với một cô gái như thế thì mất gì tôi cũng chịu. Suren. Sao anh lại để hắn vào nhà? Em gái à, anh ta sẵn lòng làm mọi thứ vì em mà. Nhìn cái bảng đắt tiền kia kìa. Em cá lỏng chủ nghĩa trang không mất tiền đâu. Anh muốn em ăn trên bia mộ à? Anh chỉ muốn lịch sự với anh ta thêm một chút thôi. Anh ta yêu em mà. Em không yêu anh ta. Anh ta làm ở nghĩa trang đấy. Mà em thì muốn sống. Sao anh cứ muốn gả em đi vậy? Để em học xong đã chứ. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi. Vậy thì quẳng tấm bia mộ có chân này đi. Không quẳng nổi đâu, phải có cần cẩu mới nhấc nổi. Này, cầm đi. Cái gì vậy? Em chỉ định nói chuyện với ông ta thôi. Chứ cậu định nhìn thẳng vào mắt ai? Ông ta lãnh án mấy năm? 8 hả? Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi ông ta xé xác cậu ra. Chúc cậu may mắn, Robert. Đồng hồ đẹp đấy. Xem phim Hổ Mang chưa? Tôi muốn cắt như Sylvester Stallone trong phim. Сохранению жизнеспособности цивилизации, возможно, единственной во Вселенной. Сегодня я могу сообщить вам следующее. Советский Союз принял решение о сокращении своих вооружений. Третья мышь. Con chuột thứ ba sáng nay rồi đó. Mình phải nuôi mèo hoặc đặt bẫy thôi. Bà lại mua gì nữa vậy? Ông lại cào nhào nữa đấy à? Tận thấy đến nơi rồi à? Ai ăn hết chừng này thịt chứ? Tủ lạnh nhà mình hết rồi. Gaian có gọi. Nó và Varozic sẽ ghé qua. Thằng khốn đó không được phép trường mặt tới bậc cửa nhà này. Erem, nó là con gái duy nhất của ông đó. Chính xác. Và nó quất con bé to bụng trước đám cưới. Thật nhục nhã. Bà nhớ mà xem. Tôi cưa bà 3 năm mới đổ đấy. Đó là thời nào chứ? Thời bây giờ khác rồi ông ạ. Thời nào cũng như nhau thôi. Erem, có khi ông cưa tôi nhầm rồi chăng? Gaian, bà chỉ còn thiếu nước trải thảm thôi. Chào con, Gaian. Chào con yêu, chào con. Chào con, Varu. Chào mẹ. Tôi đã nói là chúng không được chào đón ở nhà này. Kìa Erem, thôi mà ông. Cút! Mình đi thôi em.
Sẽ có ngày bố sẽ hiểu và tha thứ cho mình thôi. Ông không biết anh yêu em nhường nào mà. Em phải nghĩ cho con, em lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến con. Em nhé. Arsene, này, bắt lấy. Cảm ơn chú, đừng làm mất đấy. Chào cháu. Chào anh chị. Đi nhanh lên nào, bác sĩ đang đợi đấy. Đi thôi. Mua đi cô, không chỗ nào rẻ bằng đâu. Miếng nào ngon nhất hả chú? Bán cho cô thì miếng nào cũng ngon nhất cả. Cô lấy miếng này nhé. Mẹ, mẹ sống ở Armenia cả đời rồi mà vẫn không biết lựa thịt khi đi chợ. Miếng này, thằng bé sành sỏi quá. Miếng này, rất biết tự lập. Sao cháu không đi học? Nhà cháu đang ăn mừng, hôm nay bố cháu về nhà. Hành khách thân mến, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Vui lòng dựng ghế thẳng lên và thắt chặt dây an toàn và mở băng che mắt ra. Vâng, cảm ơn. Vui lòng thắt dây an toàn. Tốt rồi. Này, anh ơi, trả cốc cho tôi nhé. Cảm ơn. Phong cảnh đẹp quá. Anh mới đến Armenia lần đầu à? Cả cuộc đời tôi đều ở đây, vợ và hai đứa con. Chúc ông một ngày tốt lành. Quẹo trái đi, mau, mau. Cùng làm nào, mau lên, đừng có hoảng. Giúp ông cụ đi, bà ơi. Cứu với, ai cứu với.
Phải, mau lên. Trốn dưới cửa vòm, dưới cửa vòm. Bà con, trốn dưới cửa vòm. Mau lên, ở bên đó an toàn. Mau lên, mau lên. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi dặn anh sao? Trốn dưới cửa vòm. Bà con, mau lên. Chuyện sẽ ổn thôi em. Đừng Paruji, anh sẽ quay lại ngay. Đừng Paruji, anh sẽ quay lại ngay. Không. Mẹ ơi, mẹ ơi. Yên nào. Vanya, mẹ. Vanya, mẹ, mẹ ơi. Vanya, con còn sống. Vanya, con có bị đau không? Không sao chứ con? Có đau ở đâu không? Dạ không, mẹ không sao chứ mẹ. Con của mẹ không sao rồi mẹ à? Cố lên con. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ ơi, mẹ bị đau à? Lại đây nào. Mẹ, mẹ chảy máu kìa. Trầy da thôi con. Vanya, chạy về nhà. Nghe mẹ nói không? Gọi cho... Tìm Katya, dẫn chị con tới đây. Con nghe rõ chưa? Chạy đi, mau lên. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tất cả đều ổn.
Dừng lại, dừng lại. Này, cậu em, giúp một tay. Cậu hiểu không? Tôi cần cậu giúp. Lại đây, lại đây. Cha tôi ở đằng kia, bị đè dưới đá, nhưng còn sống. Cha tôi ở ngay dưới phiến đá này. Giúp tôi nâng lên đi. Cậu hiểu chưa? Cha ơi, có người giúp rồi. Cha gắng lên. Nào, nâng lên. Gắn lên cha, sắp được rồi. Asket, để tôi làm cho. Cha ơi, cha gắng chờ thêm chút nữa, sắp được rồi. Trời ơi, cố lên. Lên nào. Cha cẩn thận. Cẩn thận nào. Được rồi, cha ra được. Còn Yerevan thì sao? Vẫn đứng dẫn chứ. Anh không sao chứ? Tay chân của anh vẫn lành lặn chứ? Đi thôi. Bọn tôi cần anh giúp. Đi thôi. Cố lên, nâng lên. Cố lên, lần nữa nào. Gầy gầy mà nặng như thể còn sống ấy. Lần nữa nào. Đúng là y như còn sống. Tôi còn nhớ hồi đi học đang diễn kịch thì tôi làm rơi micro cùng với cả chân đế. Cả trường ai cũng cười. Còn vì Narin thì muốn cho tôi lên trường siếc Moscow học. Nhưng ba tôi bảo rằng: Misha, con trai à, đàn ông phải có sự nghiệp của đàn ông. Nên tôi lái xe, bất cứ việc gì tôi có thể. Anh mất trí rồi phải không? Anh không thấy chuyện gì đang diễn ra sao? Chuyện gì đang diễn ra thế? Hôm qua là ngày sinh nhật tôi, nhiều khách đến chơi lắm. Bọn tôi ăn thịt cừu. Và sáng ra bọn tôi được ăn thịt hầm được nấu cả đêm. Bọn tôi cùng ngồi xuống, vừa nâng ly rượu lên thì... bùm.
Giờ tôi lại có thêm ngày sinh nhật nữa. Quanh chúng ta toàn là người chết. Anh đang nói đến khách cưới nào vậy? Khách nào nhỉ? Khách của tôi. Của tôi. Họ ở đây. Sau thùng xe của tôi đấy. Và anh không phải người quyết định khi nào tôi được phép đùa và khi nào thì không. Bỏ tay anh khỏi người tôi đi. Anh làm nhăn áo tôi bây giờ. Chúng ta còn có việc phải làm. Đi thôi, đi thôi nào. Bên kia. Lên xe đi. Anh có biết bệnh viện ở đâu không? Tôi sẽ tìm đường. Suren. Suren. Có tôi đây. Tôi sẽ quay lại ngay. Chờ tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Để tôi tìm người giúp. Dừng xe. Dừng. Cậu làm cái quái gì vậy? Nhảy ra chặn đầu xe như vậy, cậu muốn chết đấy à? Tránh ra. Không. Tránh ra, không tôi cán luôn cậu đấy. Ngon thì cán đi. Cậu muốn chết phải không? Hồi nhỏ ba mẹ cậu hay thả cậu té lắm phải không? Cậu mất trí rồi có phải không? Tôi cần giúp một tay ở đằng kia. Quanh đây ai cũng cần giúp hết. Tôi phải chở mấy người này về nữa. Cậu tránh đường cho tôi. Tôi bảo là tránh đường cho tôi. Này này này. Có chuyện gì vậy? Có một cô gái vẫn còn sống mà anh này không chịu giúp. Trên xe của tôi đầy người bị thương đây. Họ phải tới bệnh viện ngay. Chúng ta sẽ làm thế này. Trước hết phải tới bệnh viện để đưa người xuống, rồi quay lại đây và đào bới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ cần xe của anh. Ai cũng cần xe của tôi cả. Ai cho anh chỉ huy vậy? Anh có biết phải làm gì không? Cậu biết không? Vậy thì làm theo cách của tôi. Đi thôi. Này này, xe của tôi, theo luật của tôi. Nồi thịt hầm ở đây. Anh lên sau thùng xe đi. Cô gái kia có ấy cần giúp. Họ đều cần giúp cả.
Katia, mẹ gọi chị kìa. Katia. Anh bạn có thuốc lá không? Anh từ đâu tới? Astarak. Nghe được tin dữ trên radio, thế là chất một xe bánh mì và lên đường. Còn anh? Tôi à, từ Yerevan tới. Anh có họ hàng gì ở đó không? Không. Cảm ơn người anh em. Vanya. Chị Katia đâu? Chị con không ở nhà à? Con không tìm ra nhà mình. Ý con là sao? Con biết phố nhà mình ở đâu mà con không tìm ra phố nhà mình. Đừng khóc con trai của mẹ. Lại đây, mẹ con mình cùng đi. Nào con trai, đừng khóc nào. Đưa tay đây cho mẹ, đỡ mẹ nào. Đau quá. Đi nào con trai, mình sẽ tìm ra thôi. Đi thôi. Kệ anh ta đi. Thank you.
Đi thôi, không cứu được anh ấy đâu. Anh ấy đã cứu con cô, đến chết tôi cũng không quên chuyện đó. Còn đứa con trong bụng cô sẽ không cảm kích việc mẹ nó ngồi trên đống gạch lạnh lẽo đâu. Trời lạnh dần rồi, chúng ta cần ít củi để sống qua đêm nay. Cậu đi lấy nhé, tôi thấy có cái thùng ngoài kia, tôi sẽ lăn nó qua đây. Ông đã hứa sẽ giúp cô gái mà. Ở bên phải có một cái xẻng nhỏ, lấy cho tôi sẽ đi chặt ít cành cây. Cái xẻng chờ đó đã. Đây, buộc đầu này lại. Soren, là anh đó à? Tôi không phải Soren. Soren đâu rồi? Tên cô là gì? Lily. Anh là ai? Tôi sẽ tìm cách cứu cô, Lily. Lên xe đi. Kéo mảnh đá này lên đi. Tôi đảm bảo nó sẽ không trượt vào lại. Mình hạnh phúc quá đi mất. Giờ mình có hai ông sếp. Máy đi, tắt máy. Dưới kia có một cô gái. Ông đã hứa sẽ cứu cô ấy ra mà. Tôi nói là chúng ta sẽ quay lại đây, dọn đống đổ nát. Trời sẽ tối rất nhanh, không có điện thì chúng ta không thể làm gì được đâu. Chúng ta sẽ chết cống, nên hãy đi lấy củi đi. Chúng ta sẽ cứu cô ấy ra trước rồi nhóm củi sửa sao? Chỉ mất vài phút thôi mà, làm gì sẽ giết cô ấy. Nhìn đây này, cô ấy đang bị đè dưới một thứ như thế này. Dù cậu kéo tiếng đá nào thì hai tiếng đá còn lại sẽ rơi xuống người cô ấy. Phải có hai xe cẩu mới đưa cô ấy ra được. Cô ấy sẽ chết cống trước khi kiếm được xe cẩu tới đây. Tôi không giết cô ấy và sẽ không để cậu giết. Chúng ta sẽ ngồi ngoài và chơi gạch đá. Robert, nghe lời ông ấy đi. Ông ấy biết mình đang nói gì mà. Thượng quý, chào anh. Đại quý, chào anh. Tôi mang người tới giúp. Đi theo tôi. Mẹ ông thì thế nào? Đã tìm ra bà ấy chưa? Bà ấy còn sống và khỏe. Mẹ tôi còn sống. Cha tôi còn sống. Các chị em đều còn sống. Tôi cũng còn sống. Đúng là một phép màu. Katia, Katia, con đâu rồi, con gái ơi? Mẹ ơi, cố lên, sắp tới nơi rồi, cố lên mẹ. Đi đi, mẹ sẽ đuổi theo con. Con đi trước đi. Mẹ ơi, mấy người này chết hết rồi hả mẹ? Đúng vậy con à. Mẹ cũng sẽ chết phải không? Không đâu con. Chỉ cần con còn thương mẹ thì mẹ sẽ sống. Mẹ sẽ sống mãi ở đây trong tim con.
Mẹ ơi, con sẽ thương mẹ nhiều, thật nhiều. Mẹ đừng chết. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Cái này sẽ giúp cô giữ ấm. Cảm ơn anh. Tôi sẽ cứu cô ra. Tôi cần trình diện với anh ở đồn. Anh cứ tới, nhìn xung quanh mà xem. Làm gì có đồn nữa mà trình diện. Khi anh xây được đồn mới, tôi sẽ để anh trình diện ở đó. Kiến trúc sư. Ai? Tôi à? Tôi xây chuồng và nhà vệ sinh trong sân nhà tù suốt 8 năm qua. Anh tìm được người nhà chưa? Anh biết họ mong anh thế nào không? Họ đếm ngược từng ngày đến lúc anh quay về. Tôi cũng đếm như họ. Tôi đã mất 8 năm. Tôi sẽ dỡ từng viên gạch trong đống đổ nát này để tìm cho ra họ. Đến lúc tôi phải đi rồi. Bữa tối đã dọn rồi. Hôm qua là sinh nhật của tôi. Cầm lấy này. Bọn tôi làm thịt hầm nhưng chưa kịp thử miếng nào. Nhìn chúng ta kìa. Ăn thịt hầm giữa đêm. Anh thì sao hả, anh bạn? Ăn đi, ăn đi chứ. Không ăn nổi. Hôm nay tôi đã mất em trai. Nó đang ở nhà lúc động đất ập tới. Nó sợ quá, chạy ra ngoài. Rồi chạy băng qua đường, trốn trong ngôi nhà khác. Và nhà đó sập xuống. Nhà chúng tôi thì không sao. Còn nhà bên kia thì sập. Hết nửa thành phố đã bị sập rồi. Và Spitak đã không còn. Xe nhít, đây.
tốt lắm. Mày bị điên đấy à? Mày định xách cái đài này đi khắp nơi à? Anh đùa đấy à? Ai thèm để ý chứ? Bên ngoài tối thui rồi. Cái này là hàng nhập, đắt lắm đấy. Chúng ta chỉ lấy tiền vàng thôi. Thế thôi, hiểu chưa? Đi thôi. Tao bảo là đi thôi. Có người đang khóc trong kia. Mặc kệ họ đi, biến ra khỏi chỗ này thôi. Lại thấy rung rinh rồi. Xong rồi. Sắp hết cồn rồi bác sĩ à. Kiếm ít rượu vodka dùng đỡ. Mấy người Georgia đã tới. Người Georgia nào? Các bác sĩ từ Georgia. Họ tới để giúp bác sĩ. Phải. Họ mang thuốc men và nhu yếu phẩm đủ loại. Tốt. Bắt ngủ đi một chút. Bác sĩ ơi, cô ấy vừa bị vỡ ối. Lại đây đi. Đến đúng lúc lắm. Cho dù tôi ra đời vào đúng đêm giao thừa, tôi không đòi hỏi ai hết đâu. Ngày thứ hai. Đừng gấp anh bạn. Người nào gấp gáp sẽ sinh con gái. Vậy đã. Tôi nghĩ tài làm điếu thuốc đây. Con gái tôi có một cái thế này. Cái này chắc chắn không phải của nó. Thấy mấy dấu răng này không? Thường thì con trai mới làm vậy.
Cháu muốn ăn thêm mà bé. Cháu xin cho mẹ cháu, nó đang chăm sóc cho mẹ nó. Để cô giúp cháu. Robert, nói tôi nghe, Suren đâu rồi? Tôi không biết. Anh Suren này là chồng của cô à? Anh ấy là anh trai tôi. Mẹ tôi mất trong lúc sinh tôi. Ba tôi mất lúc tôi 14 tuổi. Suren chăm sóc cho tôi từ hồi đó đến giờ. Chúng ta không khác nhau lắm, cô và tôi. Tôi cũng không có tuổi thơ. Ba mẹ tôi mất do tai nạn xe hơi khi tôi 12 tuổi. Anh trai tôi chăm sóc tôi từ đó tới giờ. À, không phải là anh ruột, anh họ xa thôi. Làm ơn, nói gì với tôi nữa đi. Để cô bưng giúp cháu. Không, cháu bưng được. Cháu tự lập thật đấy. Mẹ cháu ở chỗ nào? Tới rồi đây. Cháu này, mẹ. Mẹ ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Kìa cháu, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cháu đang ngủ thôi, đừng làm mẹ thức giấc. Mình đi thôi, bỏ cháu ra. Mẹ ơi, cô bỏ cháu ra. Ông là Erim phải không? Ai hỏi tôi đi. Qua đó sưởi ấm đi con. Tôi rất mừng cho ông Erim. Cô bị điên rồi đấy à, cô kia. Có cái gì để mà mừng nữa đây? Con gái ông còn sống và giờ lên chức ông ngoại rồi. Chúc mừng ông. Sao cô phải la lên vậy? Nhanh lên Erim, xin ông. Họ đang chờ ông ở bệnh viện đấy. Đừng có dạy tôi phải làm gì. Đứa nhỏ có cha mẹ rồi. Hay thằng cha chó đẻ của nó trốn rồi. Ông đang nói cái gì vậy? Tôi biết ngay thế nào cũng thành ra thế này mà. Đứa nhỏ thật bất hạnh. Cha thì là đồ phế vật, mẹ thì đàn điếm. Con gái ông rất tuyệt vời. Con chồng cô ấy là một người hùng. Cậu ấy đã cứu con tôi, Axel của tôi. Hy sinh tính mạng để cứu con tôi. Tôi sẽ mang ơn ông cho đến lúc chết vì ông đã nuôi dạy một đứa con gái tuyệt vời đến thế. Và vì chồng của cô ấy, tôi sẽ hôn tay ông. Đừng có khùng như vậy. Cảm ơn ông, Arsen. Đi thôi nào, con trai. Asken, mình thành ông bà ngoại rồi. Robert, chào anh bạn. Đây, cái này là cho cậu. Cha tôi gửi cho cậu. Bánh mì đấy, ăn đi. Anh kiếm đâu ra hàng xa xỉ thế này? Ăn đi. Cảm ơn anh. Zenith. Zenith ơi. Zenith. Robert. Cả nhà anh thế nào? Vẫn khỏe. Cậu thì sao? Này, anh có thể lấy bất cứ thứ gì, đúng không? Em cần có xe cẩu. Anh giúp em được không? Được chứ, chú em. Tham gia với bọn anh, rồi cậu muốn lấy gì cũng được hết. Không, xe nhít. Em không tham gia được. Chào anh.
Hắn sẽ chỉ điểm chúng ta mất. Senit, không có đâu. Nó là Robert, là em của tôi. Anh đang nói đến thứ em nào vậy? Nó là em họ tôi. Nhưng khi cha mẹ nó chết, cha tôi đến nhận nuôi nó. Nó không chỉ điểm đâu. Chú Didier là biệt kích giải cứu. Chú Didier là biệt kích giải cứu đấy, Vania. Chú và Jill từ tận bên Pháp sang để tìm những người bị chôn dưới đất đá đấy. Có phải cháu cũng là biệt kích giải cứu không? Cháu là thông dịch viên. Lòng dạ mềm yếu quá. Cảm ơn anh, Didier. Cậu bé này có người thân không? Nó ở ngoài với mẹ của nó. Cô ấy mất rồi. Nó có biết không? Không. Cô Marina, mẹ cháu đâu rồi? Vania, mình đi xem cún con nữa nhé. Chú Didier sẽ cho mình xem. Rủ cả mẹ đi nữa được không ạ? Được chứ. Nhưng để sau nhé. 1, 2, đẩy. Lại nào. Đẩy đi. Cố lên. Cố lên. Đẩy đi. Cố lên. Cố lên. Cẩn thận. Cẩn thận nào. Đẩy giúp đi. Đủ rộng rồi. Còn nhiều người nữa kìa. Còn sống không? Để tôi kiểm tra. Có chuyện gì dưới đó vậy? Suốt đời mình tôi tưởng tôi khổ lắm rồi. Và giờ tôi lại nghĩ số mình thật may mắn. Tôi có một mình nên tôi không phải chôn cất ai cả. Bên này còn người nữa này. Katia, con gái của ba. Katia, con gái bé bỏng của ba. Katia, gia đình của tôi có vợ và 2 đứa con. Một cô con gái.
và một cậu con trai Vanya. Tôi tưởng mình có thể... Tôi không thể kéo xác nó ra được. Con trai ông còn sống, chưa chết đâu. Và vợ ông cũng còn sống đấy. Nhiều khả năng là họ không ở nhà. Nếu không thì vợ đã tìm thấy xác họ rồi. Chúng ta phải giữ niềm tin, tiếp tục tin tưởng và tiếp tục tìm kiếm. Không có thời gian để tuyệt vọng đâu. Cậu nói đúng. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Cha có tội với con, Varuji. Xin hãy tha lỗi cho cha. Cha sẽ quay lại. Cha hứa. Cha sẽ dỡ từng viên gạch một. Cha sẽ đào xác con ra. Cha sẽ chôn cất con tử tế. Để con trai con có thể thăm mộ con mà than khóc. Cha hiểu rồi. Cha đã hiểu mọi chuyện. Chúa ơi, Tại sao lời giải thích của người lại phải đau đớn thế? Sao lại phải đau đớn thế? Xin hãy tha lỗi cho cha, con gái. Cô sẽ làm gì nếu cô gặp kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ cô?
Tôi không có ai để mà đổ lỗi cho cái chết của cha. Còn mẹ tôi chết thì chỉ trách được tôi thôi. Khi có chuyện, anh sẽ tìm người để đổ lỗi. Nhưng không có ai cả. Nếu tôi vẫn còn sống, tôi không muốn chết từ từ. Hãy giúp tôi, Robert. Tôi sẽ giúp cô, Lilith. Hãy giúp tôi chết đi. Đừng nói thế, cô sẽ sống mà. Hãy giúp tôi chết đi. Tôi không để cô chết đâu. Tôi muốn thấy cô sống. Tôi cũng muốn thấy anh, Robert. Nhưng anh không tồn tại. Anh chỉ là một giọng nói. Đây là giọng của tôi, Lilith. Tôi sẽ làm mọi thứ để cô được sống. Anh không có thật. Cậu ta có thật. Cô còn sống, cô gái. Cô chỉ cần cầm cự thêm chút nữa. Bọn tôi sẽ không bỏ cô đâu. Tôi hứa. Cảm ơn. Ngon rồi, tiệm trang sức kìa. Sao mày la to vậy hả? Lao cảnh sát ở quanh quanh đây thôi. Làm gì có ai. Đúng lúc rồi mà. Tao bảo là để sau mà. Chỉ có 5 phút thôi. Mày lo đứng gác. Thượng quý, tôi nhận ra ông. À, là cậu. Tôi nhìn thấy hết. Hắn ném đá vỡ cửa sổ rồi. Để đó tôi. Tôi thấy hết. Nằm xuống sàn. Giơ tay ra sau đầu. Bình tĩnh, anh bạn. Nằm xuống sàn. Nằm xuống sàn. Nằm xuống sàn. Mày đã làm gì vậy? Giờ chúng ta phải bỏ xứ đi thôi. Kiếm một chiếc xe và tắt ra. Chốt kiểm tra ở khắp nơi. Họ không cho qua mà chưa kiểm tra đâu. Còn tuy là xe gì nữa. Lấy xe tải của em mày đi. Giờ phải làm theo cách của tao, rõ chưa? Đứa tao ý kiến ý cò thì theo thằng cảnh sát. Ngày thứ ba. Dừng lại, dừng. Bọn tôi đợi anh mãi. Anh từ đâu tới? Rostov, tôi nghe tin dữ ở trên đài và quyết định tới đây. Rostov à, sao thế? Тоi đi thẳng tới đây. Bà còn đổ xăng miễn phí cho tôi luôn. Ngay khi họ biết tôi tới để cứu người. Chúng ta đứng tán phét hay bắt tay vào việc đây? Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Dừng lại, dừng, dừng. Đủ rồi, tốt lắm, tốt.
Nghe này, có một cô gái kẹt dưới mấy phiến đá này. Anh cần giữ an toàn mặt đất. Và khi nào tôi ra lệnh thì kéo tấm phía trên lên. Rồi, một xe cẩu thì có ổn không? Chúng ta có xe tải nữa. Và nếu may mắn, mối cắt trên cáp sẽ giữ phiến đá kia. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cô gái sẽ chết. Cần thêm một xe cẩu nữa. Không có thời gian tìm đâu. Đêm càng lúc càng lạnh. Chúng ta có đi cứu người hay không đây? Có khả năng mọi thứ sẽ sụp xuống đấy. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có cơ hội tốt hơn đâu. Làm thôi nào. Tôi không hiểu mấy chữ viết trên đó. Đó là địa chỉ. Có một ông Konstantin Berisnoy đang tìm họ. Cảm ơn anh Didier. Tới đi Robert, tôi sợ quá. Tôi sợ ở đây. Khi cô thấy ánh sáng, hãy bò lên. Nhưng phải nhanh vào. Nào, từ từ thôi. Cố lên. Kéo đi. Ra ngoài. Tao bảo mày ra ngoài. Tôi không nhấc chân khỏi pedal được. Một lỗ trên đầu có giúp được không? Không. Dừng lại. Xe nhít, bảo hắn đi. Đưa xe tải đây rồi bọn anh sẽ đi ngay. Có một cô gái kẹt dưới phiến đá. Nếu em di chuyển, nếu cô ấy sẽ chết. Đủ rồi. Xe nhít, không phải kẻ ra lệnh. Tránh xa chiếc xe tải ra. Trời sao? Mày định bắn tao hay sao? Mày đã rút ra rồi. Bắn đi. Ông không sao chứ? Tôi không sao. Được rồi, tiếp tục. Làm đi, nâng nó lên. Cố lên. Lily, cô bò ra đi. Chịu rồi, chân tôi bị kẹt rồi, Robert. Chân tôi, Robert. Anh bạn nhìn chằm chằm là vô phép đó. Tôi có nhìn chằm chằm đâu, ngưỡng mộ thôi. Rob, Rob.
May mà chúng ta chấp nhận rủi ro. Tôi biết cậu là ai. Hãy tìm gia đình tôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Làm cốc trà không? Đêm sẽ lạnh lắm đó. Tôi xin lỗi, tôi đang tìm Konstantin Bezhnoi. Anh có tình cờ biết ông ấy ở đâu không? Tôi không hề biết là nó lại đáng sợ đến vậy. Tôi tưởng chỉ có chiến tranh mới đáng sợ cỡ này. Mọi thứ giờ đã ở sau lưng rồi. Không, Robert, giờ chúng ta phải sống cùng cơn ác mộng này cả đời. Robert. Em là Vania Beritnoy à? Phải. Cậu là ai? Người nhà của nó. Đồng chí Akopya. Đồng chí Akopya. Amen. Tôi muốn cảm ơn món quà của anh. Cái bàn của anh đã cứu mạng tôi. Ngày thứ tư. Ashken. Ashken. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Cẩn thận. Cẩn thận. Đúng rồi. Ashken. Lần cuối tôi nhảy thế này là ở đám cưới mình. Bà có còn nhớ không? Tạ ơn Chúa. Giờ chúng ta biết phải sống sao đây? Sống cho tốt. Thảm họa giáng xuống đầu chúng ta. Sống một mình mới là thảm họa. Mà chúng ta còn có nhau. Đúng, đúng. Người từ khắp nơi trên thế giới tới giúp mình kìa. Đúng, đúng. Mình đã sống 3.000 năm rồi. Và mình sẽ còn sống tiếp. Đúng, đúng. Đúng, đúng.
ơn Chúa. Chúa ơi, quả là phúc lớn. Mọi người chú ý, một phút mặc niệm, xin hãy im lặng. Trong suốt trận động đất, mất năng lượng giải phóng bằng 10 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945. Trận động đất này đã khiến 58 ngôi làng, cũng như thành phố Spitak bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Các thành phố Leninakan, Stepanavan, Kirovakan và hơn 300 khu dân cư đã bị phá hủy, 19.000 người bị thương, 25.000 thiệt mạng, hơn 500.000 người rơi vào cảnh không nhà. Các bác sĩ, lính biệt kích và dân thường từ Georgia là những người đầu tiên tới Cộng hòa Armenia cứu hộ. Sau đó, các nỗ lực cứu hộ và phục hồi những khu vực bị tàn phá có sự tham gia của các nước thuộc Liên bang Xô Viết cùng Israel, Bỉ, Anh Quốc, Ý, Liban, Na Uy, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. 118 nước trên thế giới không chỉ gửi tiếp tế nhân đạo mà còn gửi chuyên gia tới cứu trợ động đất. Bất chấp quy mô khủng khiếp của thảm họa, không có một đứa trẻ nào phải vào trại mồ côi. Toàn bộ trẻ em được nhận nuôi.